chào buổi trưa của ngày 15, ngày 16. Trưa hôm nay đầu lai em lên một con satin này. Con satin rẻ nhưng mà nó có lỗi rồi nha em. Ở ngay cái lớp cổ của nó là có hai lớp mà nó cắt rách nguyên một lớp trong. Và nói con áo này là 100 cotton thì cực mát anh em bận lao động thôi nha. Bận lao động, em đo vai cái nào. Vai của nó là 46. Vai 46, dài 72. Báo cáo anh em này, từ trên này xuống đều và đều hết. Chỗ này nó bung chỉ một cái nha. Mình may lại, chân lại. Ok. Ống tay này, bên này cũng đều. Bên này đều nhưng mà cái chỗ trên vai này nó gỡ tem thì chỗ này nó lủng một chút. Và áo satin em nói có rách lủng cũng 5-600 nghìn nhá. Ở trên vai này đều. Nhưng mà con này rách lủng đó. Rách lủng này. Hai lỗ này. Wow, qua hàng trước này ba lỗ như con bò luôn. Ba lỗ cổ cũng rách luôn nha. Mình bận lao động thôi nha. Cổ tay này nó bị dơ này. Bị tưa này. Bận lao động nha, em nói bận lao động nó lủng lỗ là cho nó mát. Cho nó mát thôi. Này bán rẻ cho anh em bận lao động à. Con này là 60 đến 70 kg. Một con satin giá 190 ngàn. Mã 11. Ai mua hàng đầu like của em 190 ngàn mã lao động nha. À, giá lao động nha. Em nói 100 là em bán cái nút không là em bán được 100 nghìn á. 190 ngàn mã số 11. Rồi, tiếp tục một cái quần này là sa mạc của này em thấy bòn khổ không? Đồ có nữa đâu. Bây giờ cứ bòn được cái gì bòn thôi. Duy trì cuộc sống thôi anh em ơi. Đồ đạc không biết được. Con này là bụng 80 nhá, chất vải kaki 6 thứ hộp. Nhưng mà sa mạc 3 màu mà thời trang không phải của lính nhá. Dài 104. Nó là thời trang Mỹ rồi. Thời trang thôi, nhưng mà đẹp nhá. Con này đẹp mới luôn. Báo cáo con này em bận vừa. Chiều dài hơi dài chút thôi. Em bận rất là vừa. Biết bé sọt được không biết. Chả lẽ em bận thử cho anh em. Em bận thử nha. Tại vì em bận cả cái quần bò này cho nên là bận cho anh em dòm coi. Em bận cả quần bò thì nó hơi chật chút. Tại chơi hai quần á. Đẹp. Nói chung là phọt cái này tuy là nó không hơn thời trang nhưng mà nó phọt quần hộp giống quần Mỹ hết đó. Đây đây. Đây, tem của nó vẫn như tem Mỹ vậy đó, nhưng mà nó là thời trang thôi. Rồi, ai em chốt con này dùng em 200 nghìn mã 20. 200 nghìn mã 20. Tiếp một cái quần này lá cây rừng. 6 thứ 1. Quần này dày như quần bò nhưng em bụng 102. Dài quần là 102 luôn. Vuông. Lá cây rừng ha. Vải dày nhưng mà mát này. Hai mặt đều và đẹp, không có lầm lỗi gì hết. Ở đằng sau cái miếng da của nó này. Chỉ cái quần có cái da này là biết VIP đúng không ạ? Ai chốt 150 ngàn mã 19. 150 ngàn. Tiếp một quần Asu của Lý Mỹ. Trên này có một cái tem. Có một tem là được 50 rồi nè. Vai của nó là 50. Dài áo là 75, 50, 75. Con này 150 mã 17 nha. Trên này đều. Bên này cũng đều. Qua bên này ok. Ở chỗ này nó bị dơ này. Em nhìn thấy chỗ này dơ không? Có dơ đất á. Qua bên này không có bị gì hết. Cái tem size của nó bị nhạt nhòa anh em. Nó hơi nhạt nhòa. Rồi con này là 70 đến 80 kg của lính Mỹ nha. Một con tem 50 nghìn. Bán cả áo này 150 nghìn mã 17. 150 nghìn mã 17. Tiếp một cái quần của nữ này. Đẹp á.
con này thì em bận cũng vừa nhưng mà ôm sát quá thì không hợp gu. Em là bận quần là phải quần như thế này này đó, dù sao nữa mình nhìn trước sau thì nó không bị lồi lõm. Tiếp cái quần này là vùng 68 căng hết cỡ là 80, 68 căng hết cỡ là 80. Có nhiều chị rất thích ôm, tức là cái phần dài 94, tức là mấy chị phọt đẹp, đùi đẹp và rồi mông đẹp thì người ta khoe, còn như em thì lại thích che bởi vì xấu, không có đẹp. Rồi ống quần là ôm nha, quần co giãn như quần bò này, co giãn rất là thoải mái, bận rất là đã luôn. 200.000 mã 16. Em thì lại nói chung là ông trời ông ông cho này ông lấy cái kia. Cái vai 50, dài áo là 74. Ta làm người đâu có ai hoàn hảo được đúng không anh? Con này là 150 mã 15, chất vải caro, đều và đẹp. Con này là 96/5, 96/5 mới nha, bán rẻ con này luôn. Con này 60-70 kg, chốt cho em 100.000 mã 15, 100.000 mã 15. Tiếp cái quần này là vải kaki nhưng mà nó đơ như cái bánh đa, về là phải ngâm nước ấm nha, không ngâm nước ấm là anh em bệnh là nó cứng đùi lắm á. Con này của Mỹ nha, có đai đôn, có bà mông, bụng là 94. Coi cái quần dưới này nó ngắt luôn này, 94, dài quần 104. Ở ngay kia yểm nút này nó hơi bạc bạc chút. Con có yểm nút 93/5, nhưng mà quần dày như con bò nha. Báo cáo quần này rất là dày. Chốt giùm em con này giá là 200.000 mã 18, 200.000 mã 18. Tiếp một cái quần này lá cây rừng, cái này vải mềm hơn, hồi nãy quần dày nhé. Quần này là bụng 96, bụng 96 và dài quần là 106, 96 và dài 106. Vải mềm mại dễ chịu, bịch rất là đẹp nha anh em. Ai thích lá cây khúc cây, ai có áo rồi chốt quần thành áo nha. Áo quần này em báo cáo không phải của Mỹ, em bán theo kiểu thời trang thôi. Đồng 93-95%, 150 mã 14, bán rẻ luôn. Tiếp một con áo già này, áo màu xanh dày ấm, nỉ á, nỉ già. Vai của nó là 54, vai 54, dài 87, 54 dài 87 nha. Nút của nó này anh em, ở trên nút thì hình con ngựa ha, con kỳ binh. Em bán sale luôn này, bán sale con áo này luôn này. Bên này đều đẹp, ống tay cũng đều đẹp. Chỗ này thì nó gỡ chỉ thì anh em phất chỉ thôi. Ở sau này cũng đều luôn, tất cả đều đẹp hết, 93-95%. Em đo lại cái vai nha, vai 57, vai 57, dài 86. Chiều dài này là anh em phải cao trên mét 7 anh em, nhưng mà bao ấm và đẹp. Cái phọc của nó này, trời ơi, mùa đông mà quất con này thì thôi rồi ấy. Nhưng mà nặng lắm nha, ai mà người yếu yếu thì tốt hơn hết là đừng có nao với con này, nó mệt lắm thôi, nặng lắm. 70 đến 80 kg, hai hàng nút đẹp tuyệt vời, bán sale có 600.000. Cái con áo già này anh em biết cái giá của nó là nó ngang hàng với Vardossi đó. Vardossi 1.9 tới 2-3 triệu ạ. Con này bán có 600.000 thôi, mã 13. Nó nặng cực đỉnh luôn. Nói chung là em là liệt với nó. Rồi tiếp một con áo khoác nữa là hết nha. Một like em chỉ lên 10 con thôi, không có hàng nữa anh em ạ. Biết là mình lây lất được tới bao lâu. Vai 55
dài áo tắm hai. Bây giờ người ta chào hàng á, ở bên kia nó chào hàng thì hàng Trung Quốc, hàng hầu hết là Trung Quốc chiếm trên thị trường. Bây giờ tìm hàng đồ Mỹ nó khó quá, toàn là hàng tào lao mà mình cứ cứ ngắc đòi bán hàng cho chuẩn thì nó kiệt quệ quá rồi. Không có nữa. Đây con này là áo ấm luôn, mùa đông ấm luôn. Bây giờ tạm thời chưa có hàng thì cứ phải như vậy thôi. Rồi đằng sau này đều và đẹp nha em. Bên này cũng đều hết nè. Ở cái line này nó hơi bạc bạc một chút nhẹ thôi. Con này to và dài. Em đo lại cái vai và chiều dài này. Vai 55, dài áo là 81, 55, 81, 55 là anh em 80-90kg rồi đó, 80-90kg. Áo ấm nha. Màu này dễ chịu nha em ạ. Anh em lại gần coi này. Đấy, bán cho em 200.000 mã 12. Ai vừa con này chốt giùm em nha. Hai cái túi ở dưới. Áo này rất là đẹp á. Giảm gì thôi. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại tối nay tiếp nha anh em. Cứ miễn là lời lại gì không biết, mà anh em mình cứ có một sân chơi lành mạnh để anh em chơi. Còn em cũng là một nơi kiếm không kiếm cơm, kiếm gạo thì kiếm cháo hay kiếm mì tôm cũng được anh em ơi. Rồi em cảm ơn nha, chào anh em.